lục xứ đối với vô minh hành thức danh sắc xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc, xúc đối với xúc bất khả đắc, xúc đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc, thọ đối với thọ bất khả đắc, thọ đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Ái đối với ái bất khả đắc, ái đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc, thủ đối với thủ bất khả đắc, thủ đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc, hữu đối với hữu bất khả đắc, hữu đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ sanh lão tử cũng bất khả đắc, sanh đối với sanh bất khả đắc, sanh đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu lão tử cũng bất khả đắc, lão tử đối với lão tử bất khả đắc, lão tử đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa đối với bố thí ba la mật đa bất khả đắc, bố thí ba la mật đa đối với tịnh giới vân vân, ba la mật đa cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến bát nhã ba la mật đa, đối với bát nhã ba la mật đa bất khả đắc, bát nhã ba la mật đa đối với bố thí ba la mật đa cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, bốn tịnh lự đối với bốn tịnh lự bất khả đắc, bốn tịnh lự đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng bất khả đắc, bốn vô lượng đối với bốn vô lượng bất khả đắc, bốn vô lượng đối với bốn tịnh lự, bốn định vô sắc cũng bất khả đắc, bốn định vô sắc đối với bốn định vô sắc bất khả đắc, bốn định vô sắc đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, bốn niệm trụ đối với bốn niệm trụ bất khả đắc, bốn niệm trụ đối với bốn chánh đoạn vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến tám chi thánh đạo đối với tám chi thánh đạo bất khả đắc, tám thánh đạo đối với bốn niệm trụ vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, tám giải thoát đối với tám giải thoát bất khả đắc, tám giải thoát đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ cũng bất khả đắc, tám thắng xứ đối với tám thắng xứ bất khả đắc, tám thắng xứ đối với tám giải thoát, chín định thứ đệ, 10 biến xứ cũng bất khả đắc, chín định thứ đệ đối với chín định thứ đệ bất khả đắc, chín định thứ đệ đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, 10 biến xứ cũng bất khả đắc, 10 biến xứ đối với 10 biến xứ bất khả đắc, 10 biến xứ đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát không bất khả đắc, pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng bất khả đắc, pháp môn giải thoát vô tướng đối với pháp môn giải thoát vô tướng bất khả đắc, pháp môn giải thoát vô tướng đối với pháp môn giải thoát không vô nguyện cũng bất khả đắc, pháp môn giải thoát vô nguyện đối với pháp môn giải thoát vô nguyện bất khả đắc, pháp môn giải thoát vô nguyện đối với pháp môn giải thoát không vô tướng cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, năm loại mắt đối với năm loại mắt bất khả đắc, năm loại mắt đối với sáu phép thần thông cũng bất khả đắc, sáu phép thần thông đối với sáu phép thần thông bất khả đắc, sáu phép thần thông đối với năm loại mắt cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, mười lực Như Lai đối với mười lực Như Lai bất khả đắc, mười lực Như Lai đối với bốn điều không sợ vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến 18 pháp Phật bất cộng đối với 18 pháp Phật bất cộng bất khả đắc, 18 pháp Phật bất cộng đối với mười lực Như Lai vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, pháp không quên mất đối với pháp không quên mất bất khả đắc, pháp không quên mất đối với tánh luôn luôn xả cũng bất khả đắc, tánh luôn luôn xả đối với tánh luôn luôn xả bất khả đắc, tánh luôn luôn xả đối với pháp không quên mất cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, trí nhất thiết đối với trí nhất thiết bất khả đắc,
Trí nhất thiết đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc. Trí đạo tướng đối với trí đạo tướng bất khả đắc. Trí đạo tướng đối với trí nhất thiết tướng cũng bất khả đắc. Trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết tướng bất khả đắc. Trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết trí đạo tướng cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, pháp nội không đối với pháp nội không bất khả đắc. Pháp nội không đối với pháp ngoại không vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến pháp vô tính tự tính không, đối với pháp vô tính tự tính không bất khả đắc. Pháp vô tính tự tính không đối với pháp nội không vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, chân như đối với chân như bất khả đắc. Chân như đối với pháp giới vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đối với cảnh giới bất tư nghỉ bất khả đắc. Cảnh giới bất tư nghỉ đối với chân như vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, cảnh giới đoạn đối với cảnh giới đoạn bất khả đắc. Cảnh giới đoạn đối với cảnh giới ly vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến cảnh giới vô vi đối với cảnh giới vô vi bất khả đắc. Cảnh giới vô vi đối với cảnh giới đoạn vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, thánh đế khổ đối với thánh đế khổ bất khả đắc. Thánh đế khổ đối với thánh đế tập diệt đạo cũng bất khả đắc. Thánh đế tập đối với thánh đế tập bất khả đắc. Thánh đế tập đối với thánh đế khổ diệt đạo cũng bất khả đắc. Thánh đế diệt đối với thánh đế diệt bất khả đắc. Thánh đế diệt đối với thánh đế khổ tập diệt đạo cũng bất khả đắc. Thánh đế đạo đối với thánh đế đạo bất khả đắc. Thánh đế đạo đối với thánh đế khổ tập diệt cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, pháp môn Đà La Ni đối với pháp môn Đà La Ni bất khả đắc. Pháp môn Đà La Ni đối với pháp môn Tam Ma Địa cũng bất khả đắc. Pháp môn Tam Ma Địa đối với pháp môn Tam Ma Địa bất khả đắc. Pháp môn Tam Ma Địa đối với pháp môn Đà La Ni cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, dị sanh địa đối với dị sanh địa bất khả đắc. Dị sanh địa đối với chủng tánh địa vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến Như Lai địa đối với Như Lai địa bất khả đắc. Như Lai địa đối với dị sanh địa vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, cực hỷ địa đối với cực hỷ địa bất khả đắc. Cực hỷ địa đối với ly cấu địa vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến pháp vân địa đối với pháp vân địa bất khả đắc. Pháp vân địa đối với cực hỷ địa vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, dự lưu đối với dự lưu bất khả đắc. Dự lưu đối với nhất lai vân vân cũng bất khả đắc. Như vậy cho đến chánh đẳng giác đối với chánh đẳng giác bất khả đắc. Chánh đẳng giác đối với dự lưu vân vân cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, đại bồ tát đối với đại bồ tát bất khả đắc. Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy dỗ truyền trao cũng bất khả đắc. Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa bất khả đắc. Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Đại Bồ Tát dạy dỗ truyền trao cũng bất khả đắc. Dạy dỗ truyền trao đối với dạy dỗ truyền trao bất khả đắc. Dạy dỗ truyền trao đối với Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì sao? Xá lợi tử, vì các pháp như vậy, hoặc ngã hoặc tự tánh không của ngã. Xá lợi tử, do nhân duyên này cho nên tôi nói, đối với tất cả pháp này, tôi dùng tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời, để cầu Đại Bồ Tát, hoàn toàn không chỗ thấy bất khả đắc. Điều gì đã khiến tôi dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy dỗ truyền trao cho các Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 496.